biến căn xuất hiện lời khai của ông Thích Văn Quang với bên Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Thì trở lại cái clip này thì tiếp tục mới đây đã xuất hiện thêm văn bản lời khai, biên bản làm việc cùng với Thượng tọa Thích Văn Quang. Đó, sau những cái phát ngôn ồn ào của ông ta và thay đổi gọi là cái quy y trong cái giới quy y đó của anh chị, đó cái tam bảo, quy y tam bảo của ông này đã có những cái vấn đề tại đây. Thì cái điều tra kết quả thì em đã làm trong cái video trước rồi, cô anh chị có thể bấm lại xem nha. Và đây là em chia sẻ những cái lời mà ông ta đã gọi là bào chữa cho những cái điều sai trái của mình khi mà những cái điều này đã bị nhiều người phát hiện và tố giác trước Giáo hội Phật giáo cũng như là ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sau đây em sẽ chia sẻ nha cô chú anh chị. Thời gian vừa qua trên các nền tảng mạng xã hội có nhiều clip ghi hình ảnh âm thanh cắt ghép bịa chuyện từ các bài pháp của pháp sư nổi tiếng trong Giáo hội Phật giáo và các phát biểu của chức sắc tăng ni trong các buổi họp nội bộ, làm sai lệch nội dung bài thuyết pháp, sai lệch ngữ cảnh phát biểu của chức sắc tăng ni. Các clip trên với mục đích bịa chuyện, vu khống nhằm thu hút nhiều người xem, ảnh hưởng đến thanh danh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chức sắc tăng ni, làm mất uy tín của đạo Phật đối với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó có những đối tượng giả tu xin vào chùa làm công quả nhưng sau đó kết bè phái dựng chuyện gây scandal, mất đoàn kết trong chùa với mục đích làm mất uy tín của trụ trì và chùa, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của các tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo thật sự đang đứng trước cơn bão của những kênh thông tin phi truyền thông, phi chính thống. Thượng tọa Thích Nhuận Trí vừa qua trong phiên họp ngày 4 tháng 6 tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đề nghị ban tăng sự, ban kiểm soát, ban pháp chế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến chùa Phật Quang trao đổi với Thượng tọa Thích Văn Quang về một số nội dung trong các bài thuyết giảng cũng như việc sửa đổi giới cấm trong quy y tam bảo. Vì vậy hôm nay được sự chỉ đạo của Hòa Thượng trưởng ban trị sự đại diện ban trị sự tỉnh đến chùa Phật Quang trao đổi với Thượng tọa về một số nội dung sau. Thứ nhất, việc sửa đổi giới thứ ba trong quy y tam bảo. Thứ hai, xác minh một số nội dung trong các bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Văn Quang trên mạng xã hội. Giới cấm của Phật chế từ xưa nay chúng ta phải giữ tinh thần giới lực, không nên sửa đổi mà phải giữ nguyên. Thượng tọa Thích Văn Quang có thể nói mở rộng ý không phản bội trong phần diễn giải giới thứ ba trong lúc làm lễ quy y tam bảo để Phật tử hiểu thêm. Còn là phải quy y nên giữ nguyên không tà dâm. Ngoài ra đề nghị Thượng tọa Thích Văn Quang nên cung cấp những bằng chứng chứng minh các nội dung bài giảng là đúng với giáo lý, giáo lực, phù hợp với lịch sử văn hóa dân tộc. Thượng tọa Thích Vĩnh Tế, Trung ương Giáo hội chỉ đạo là không được sửa đổi phần giới lực của ngũ giới trong phái quy y, trong đó giới thứ ba không tà dâm. Vì vậy đề nghị Thượng tọa Thích Văn Quang giữ nguyên về nội dung giữ giới không tà dâm. Thượng tọa Thích Văn Quang trả lời: xin gửi lời tri ân đến Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo và lãnh đạo ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã luôn quan tâm hỗ trợ giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chùa Phật Quang được sinh hoạt tôn giáo ổn định. Đối với vấn đề thứ nhất, sửa đổi giới thứ ba trong lá phái quy y tam bảo, giới thứ ba không tà dâm được diễn giả là không ngoại tình, tức vợ chồng không được phản bội nhau. Khi lập gia đình thì phải chung thủy một vợ một chồng để giữ hạnh phúc cho gia đình và sự ổn định của xã hội. Bên cạnh để phù hợp hơn với thời hiện đại hiện nay, chúng con đã diễn giải mở rộng ra là không phản bội, nghĩa là phải trung thành với đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
một cái lời gọi là tự bào chữa cho cái sự gọi là sai trái của mình. Cô chú anh chị nghe thì nó có hợp lý không cô chú anh chị? Đó là ông này nói rằng đó là để phù hợp hơn, cái ý ông mà ông sửa đổi đó là để phù hợp hơn với thời đại hiện nay. Chúng con diễn giải mở rộng ra là không phản bội, có nghĩa là phải trung thành với đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Thì cái vấn đề này tôi thấy là cái vấn đề mà dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tôi thấy là cái nào cũng lôi vô hết trơn của chú chị đó, cái nào ông cũng có lôi vô cả đó. Nhưng mà cái vấn đề là ở đây không tà dâm, chúng ta đã thấy mất luôn cái chữ không tà dâm, chứ không phải không tà dâm phải thêm không phản bội vào nữa thì nó là một câu chuyện khác rồi, không ai bắt bẻ được ông. Nhưng mà ở đây mục đích bỏ cái không tà dâm này là gì? Không phản bội, cái này là không có liên quan tới không tà dâm. Không tà dâm là nó khác chứ sao mà không tà dâm lại gom vô cái phần mà không phản bội được. Đó, cả con nít 3 tuổi nói nhìn vào nó còn hiểu. Thí dụ là cấm ăn cơm, đúng không? Thì giờ thí dụ là con nít 3 tuổi cấm ăn cơm thì có liên quan gì đến uống nước không? Vậy là cho uống nước, không phản bội nhưng mà cho tà dâm, đúng không? Bởi vì ông đâu có để là không tà dâm trong đó. Đó, rõ ràng rõ như ban ngày. Đó, nói một cách gọi là người học ít dễ hiểu là như thế. Đó, còn học sâu học rộng tiến sĩ cái gì đó thì nghĩ khác thì nghĩ nha. Ổng ở đây là ổng mới chỉ nói là cái vấn đề thứ nhất đó là sửa đổi quy tâm bảo nha. Rồi tiếp theo vấn đề thứ hai như thế nào nha quý anh chị. Nay theo chỉ đạo của hội đồng trị sự của ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Phật Quang xin giáo phụng hành giữ nguyên nội dung giới thứ ba không tà dâm được ghi trên lá phái quy y. Có nghĩa là ông sẽ sửa lại, sửa lại là không tà dâm, chứ sao mà không để không phản bội nữa, sửa lại vậy uổng vậy. Nếu mà mình đã đúng rồi thì sao mình phải sửa đó? Những con nha đệ tử đâu nói thầy tụi bay làm đúng đó, sao phải sửa vậy hả? Thầy tụi bay đúng mà sao phải sửa? Đúng thì để luôn chứ sự chi. Đối với vấn đề thứ hai là xác minh làm rõ một số nội dung trong các bàn giải pháp của thượng tọa Thích Chân Quang trên các mạng xã hội. Nghe ông bào chữa nè. Nghe nha. Chùa Phật Quang xin cung cấp những bằng chứng để chứng minh các nội dung bài giảng pháp đúng với giáo lý, giáo lực, phù hợp với lịch sử, văn hóa dân tộc. Nguyên các bài giảng trên được đăng trên kênh YouTube Pháp Quang Sen Hồng do chùa Phật Quang trực tiếp và quản lý. Đối với các đoạn video ngắn trên mạng xã hội đã cố tình cắt ghép, chú thích, bình luận đi ngược với nội dung nguyên bản của bài giảng trên kênh YouTube Pháp Quang Sen Hồng. Những đoạn clip ngắn đó là sản phẩm bị kẻ xấu cố tình cắt ghép, xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống, làm giảm uy tín của cá nhân con và chùa Phật Quang và gây mất thanh danh uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin kiến nghị chư tôn giáo hội và các cấp chính quyền có biện pháp bảo vệ các vị giảng sư, bảo vệ sự nghiệp hoàng pháp của các đạo Phật trước âm mưu thủ đoạn hiểm độc của kẻ xấu, vì hoàng pháp là yếu tố cốt lõi để bảo vệ giữ gìn Phật pháp được trường tồn. Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp. Sau đó thì Thượng tọa Thích Chân Quang đã mời đoàn tham quan địa điểm tổ chức khóa tu hè cùng với đoàn có những lời động viên đến các cháu học sinh. Thì đây là những cái bản tường trình về cái vụ việc cũng như là việc giải thích của ông Thích Chân Quang. Thì tôi thấy là cái sự giải thích này thì thật sự là nó lắc đầu. Tôi chỉ lắc đầu thôi, còn mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Và đã có cái báo cáo sơ bộ nha, cái báo cáo này là đã gọi là tổng hợp gọi là tình hình để báo cáo về gọi là bên ban tôn giáo nha, chứ mà chưa ban tôn giáo thì cũng chưa có ra quyết định gì đối với đây. Thì ở đây thì chúng ta thấy là những cái thượng tọa ở đây hay là những cái người mà giáo hội Phật giáo ở có chức có vụ ở Vũng Tàu nè thì cũng đã khuyên là nên sửa đổi lại thôi. Còn cái vấn đề mà ông ta nói, cái vấn đề cắt ghép đó thì chúng ta chưa thấy một cái cơ quan chức năng nào nói về điều này. Và ở đây thì chúng ta thấy cái bản báo cáo mà em đã làm trong clip trước đó cô chú anh chị. Thì theo đó là ngày 8 tháng 6 nè, cái bữa đó thì ngày 4 tháng 6, bữa nay là ngày 8 tháng 6. Đại diện gọi là ban thường trực, ban trị sự tỉnh nha. Cái này là ban trị sự tỉnh thôi, chứ thật sự là chưa tới ban tôn giáo nha. Ban tôn giáo thì cấp cao hơn. Cái này là chỉ gọi là ban tỉnh để gọi là giống như mà gọi là phạm tội lấy lời khai đó, gửi lên cấp trên để cấp trên xử lý vậy đó. Ha, còn chỗ nào chưa thỏa đáng thì có thể điều tra lại. Đó, nói cho mọi người hiểu rõ là như thế thôi. Đó, dễ hiểu nha. Đó. Theo đó chiều ngày 8 tháng 6 là đại diện ban thường trực
ban trị sự tỉnh có đến chùa Phật Quang làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về một số nội dung thuyết giảng chưa phù hợp với giáo lý và việc tùy tiện sửa điều thứ ba trong năm điều giới cấm của Phật tử tại gia trong phái quy y Tam Bảo không tài dâm thành không phản bội. Kết quả làm việc, Thượng tọa Chân Quang nghiêm túc lắng nghe, hứa và sẽ điều chỉnh lại để góp điều chỉnh lại theo sự góp ý chân chính của chấn chỉnh của giáo hội. Đó thì ở đây thì chúng ta thấy nè, làm việc liên quan đến những phát ngôn mà ở đây thì chúng ta thuyết giảng nè chưa phù hợp với giáo lý nhà Phật, thì ở đây chúng ta chưa thấy cái ông này ông nói về cái vấn đề này. Và trong cái bản gọi là tường trình đó thì cũng đã thấy rồi, trong cái bản tường trình trước giáo hội đó thì cũng đã thấy ông này ông thừa nhận là những cái đó ha, những cái đó là do bị người ta cắt ghép, bị những kẻ xấu cắt ghép. Thì tôi không biết là kẻ xấu cắt ghép kiểu gì, nhưng mà tôi thấy là cái miệng ổng nói và cái câu chuyện đó là của ổng dẫn dắt ra nhiều câu chuyện mà kể cả bác Ba Phi bây giờ còn sống lại, gọi là sống lại cũng không bằng ông này. Có những câu chuyện mà tôi nghe thật sự là phi lý của chúng chị, điển hình như là một câu chuyện về cái thẻ ATM thì của chúng chị đã nghe rồi, và cái câu chuyện mà liên quan đến đá bóng đó mà tôi làm đã là sáng nay đó của chúng chị mọi người cũng đã nghe rồi đó. Đá banh đá vô lưới người ta có gì vui, cái đó là ông có biết không, tinh thần dân tộc. Vì mà ông mở miệng ra là yêu dân tộc, yêu đất nước Việt Nam, ông còn nói trong video đó là ông thấy mà Thái Lan rồi là đá thủng lưới Việt Nam rồi là Việt Nam mà thua 2-1, ông đứng lên ông là người vỗ tay nữa mà. Đó tinh thần yêu nước của ông vậy hả, tinh thần như Việt Nam của ông vậy sao? Ông biết đá banh là cái tinh thần dân tộc người ta không, kết nối các dân tộc lại gần gũi nhau hơn, kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Cái điều đó là cái điều đáng vui của đất nước mình đó. Tại sao mình phải tốn một năm, phải tốn vài trăm tỷ, thậm chí là vài ngàn tỷ để gọi là làm trong cái công tác đào tạo bóng đá này, để làm gì? Để chơi hả? Đâu có để chơi đó. Kể cả những cái trận đấu lớn của chúng chị thấy rồi, kể cả gọi là những nguyên thủ quốc gia đó, người đứng đầu gọi là cả nước mình còn tới xem để gọi là chúc mừng các cầu thủ, hoặc là có những cái bàn thắng gọi là ghi vào lưới đối phương còn đứng lên vỗ tay, mà ông nói là những cái đó là trẻ con gì, ông đang xúc phạm đến rất là nhiều người đó. Tôi không biết là nguyên cái bài dài đó như thế nào, nhưng mà tôi thấy là ông là diễn giải trong cái bài đó đâu khoảng 4 phút nha, 4 phút tôi nghe từ đầu tới cuối không chỗ nào cắt ghép, vậy chỉ có họ là cắt ra một cái đoạn thôi, chứ nói cái ghép vô là không phải, không có ghép. Nói nếu mà nó ghép nó không có, nó phải chính cái miệng ông nói xung băng gì mà ghép chỗ nào. Ông còn là người gọi là đứng lên cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan đá cho Việt Nam thua nữa mà. Đó, cái điều này thì ai cũng thấy, ai cũng nghe cả rồi. Và có những cái câu chuyện tâm linh thì cái đó mình không nói được đi. Tâm linh thì chỉ có ông là rành, chắc ông rành, ông nói được thôi chứ tôi nói không được. Tôi không có rành về tâm linh, nhưng mà những cái điều mà ông nói là người mà sống sao mà ma còn không chơi, nó dông còn không chơi nữa thì thôi tôi sống như vậy đó, ma dông gì đó chơi với ông đi, đừng chơi với tôi không tiếp ma dông nữa chứ cô chú chị. Đó, tôi thấy là những cái ma tăng là tôi diệt còn chưa hết nữa, thì thật sự kiếm cái ma nào mà ám nữa thì thôi sao chịu nổi. Đó, qua những cái câu chuyện mà của những bọn xàm tăng xuất hiện ra gần đây ngày càng nhiều, thì chúng ta thấy được cái sự tại sao mà người ta lại yêu quý ông thầy Thích Minh Tuệ. Đơn giản vậy thôi, chúng ta nhìn qua những cái ma tăng, chúng ta thấy những cái phát ngôn gọi là nó thị phi, nó gây tranh cãi, hết gây tranh cãi này tới gây tranh cãi nọ, hết gọi là xì can đan này tới xì can đan kia, đi tu mà còn tạo xì can đan nữa là thôi chịu rồi. Đi tu mà còn tạo thêm xì can đan, tạo thêm nhiều thứ nữa đó, thật sự là mình không thể nào mà diễn tả được hết bằng lời. Nhưng mà chiều nay thì thật sự là có một cái báo cáo đã xuất hiện đó, thì thật sự là chưa có làm gọi là vừa, chưa có làm rõ tất cả những cái nội dung mà trước đây báo Giác Ngộ đã đưa nha. Thì mình nghĩ là cái kết quả này chắc chắn là sẽ điều tra lại, mình sẽ hy vọng là sẽ điều tra lại, làm rõ, làm đúng những phát ngôn của ổng, nào là cúng nhà cho chùa, nào là những cái thẻ ATM, rồi nào những cái dông, rồi là những ma, rồi là những là hồn ma, rồi là đang nhập visa về Việt Nam gì đó các kiểu đó, những phát ngôn nhiều lắm. Nếu mà nói về những phát ngôn của ông này thì hàng trăm đó, câu cá bị lỡ miệng rồi đó, câu kê bị câm rồi đó, phải làm rõ những cái đó để cho dân người ta hiểu chân chứ. Bây giờ mà cứ không làm rõ, bây giờ phải nói là cái đó là ổng có bị cắt ghép hay không, cần một người trong giáo hội đủ uy tín để lên tiếng, hay là cần một cơ quan chức năng nào đó lên tiếng ổng bị cắt ghép, nếu mà nghe đủ thì nó sẽ như thế nào, và khi mà bị cắt ra cái đoạn đó thì nó sẽ ra làm sao. Phải cần làm rõ cái vấn đề này để trả lại sự trong sạch cho ông Thích Chân Quang, và những ai có lỗi cắt ghép gì đó sẽ bị xử lý, bị phạt gì đó thì tùy theo trường hợp đó, đúng không cô chú chị? Bây giờ chỉ vậy thôi, một là trả lại sự trong sạch cho ông ta, hai là những người cắt ghép đó sẽ bị xử lý đó. Tôi chỉ mong như thế thôi là quá đủ rồi.
Đó, ngày mai mình sẽ nói rõ về cái vấn đề này hơn, sẽ là tiếp tục dẫn dắt những cái lời nói của ông này như thế nào cho cô chú anh chị nghe rõ, chúng ta cùng có những cái nhìn đúng đắn hơn, và nếu mà thầy sai thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái lời gọi là xử lý, còn nếu mà thầy sai thì chắc chắn là thầy sẽ bị xử lý rồi, không chạy được nha cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ Linh cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.